Thật là hai đứa gì mà kinh thật đấy. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của anh em mình nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người ạ, hôm vừa rồi ấy, Phương nó tắm, lần này nó sang đây, bây giờ nó cứ hoành hành, nó trôn hết người này đến người kia. Hôm vừa rồi nó trôn mình quả đau quá mà mình chưa nghĩ được cái gì để mình trôn lại cho nó. Thì vừa rồi mới nảy ra một cái ý tưởng. Đấy thì mới gửi thêm hai thằng này nữa là ba anh em mình. Hôm nay sẽ hợp tác để trôn cho Phương quả. Đấy vừa rồi đấy, thấy Phương rất là mê gái, nghe cái kiểu mê gái lắm mọi người, cứ nói chuyện đến gái đẹp cái là nước dãi nước lại là nó cứ chảy ra ròng ròng, cứ xuýt xoa các kiểu. Đấy thì hôm nay mình sẽ thử cái phản ứng của Phương khi mà thấy gái đẹp như thế nào. Gái đẹp thì ai mà chả thích? Thích, rất thích chân dài luôn, có cái món chân dài mà mình rất thích luôn. Muốn tuyển thêm một em, hôm nay mình cũng nói nhỏ lắm mọi người, vừa rồi sư phụ mới tuyển được một em. Chân dài đến nay em này chân ngắn 18 cộng xinh gái thôi rồi mà thấy không biết được cái đợt này ông tài ông ấy tuyển một em rồi đấy mẹ, không biết có đi bắt ấy được không, có đi săn bắt mấy nhà mình không biết nhỉ, nhưng mà bây giờ toàn thấy cái kiểu bây giờ chỉ thích nằm mới ngủ này cái khoản này mà nhìn giữ đấy chứ mà kiêu lắm mọi người ạ. Kiều anh em mình không làm quen được đây nói. Chắc chỉ có Phương bây giờ đang tính thêm tí bầu Phương vào thì nó tán em như thế nào thôi. Đây thì bây giờ mình sẽ quay cho mọi người về cái em chân dài hôm nay mà anh em mình giới thiệu với mọi người nhé. Đây bây giờ đang làm cuộn khoanh ở trong kia, khoanh luôn mỹ miều luôn. Đi ra giới thiệu mọi người về cái em chân dài cho mọi người biết. Đang làm trong nhà đây, tèn vừa anh em mình đã cho xe lên để chở thang bên đây. Mọi người hấp không biết đi đến đâu rồi, biết em chân dài có mông này vỗ đẹp luôn này. Này mọi người này, mọi người thấy cái đùi nữa chưa? Đây là con trăn nha mọi người nhé, con trăn mà vừa rồi anh em mình ấy đấy đã bắt được đấy. Thì hôm nay thì sẽ trôn cái Phương của quả này cho nó biết thế nào mùi lạ, bởi vì Phương rất là sợ rắn nha mọi người nhé. Hôm nay anh em sẽ cho con trăn chui vào trong, con trăn chui vào trong cái trăn. Đấy, vào trong cái chăn để làm gì? Thu vào trong cái chăn. Đấy, để dạng là cùng thú nước 18 cộng. Để thử phản ứng của Phương với gái sẽ như thế nào. Đi vào đi anh em ạ. Để em sờ cái mông. Đáng sờ bông làm cái hộp ạ. Đấy, em này đúng 60kg. Rất là kiêu luôn, suốt ngày làm. Rất là kiêu. Thì năm thôi, kiêu lắm. Nhưng mà mọi người ấy, cái này rất là nguy hiểm, mọi người không được bắt trước anh em nhá. Đó, cho cái này xuống. Nó phải giải đệm cho em ấy, xong cho trên. Nào, nào, đó nghe em. Nào. Này, đây rồi, cởi ra, cởi ra. Cởi. Nhảy đi cửa về. Khép cái cửa. Khép cái cửa. Đi vào đó. Rồi. Hắn ấy vừa đi mua nước xong rồi. Đó vào phương chắc thôi. Bây giờ mà cho em này em mới nằm ở đây. Đầu nhá, đầu bên đấy nhá. Rồi, nó rút cái đầu. Để tự rút. Ok. Đẹp quá. What the fuck. Ôi dồi ôi. Như thiếu nữ kiểu nó rác đầu đến trong ngủ. Ôi dồi ôi, em này em đẹp tuyệt vời. Ôi dồi ôi, nhấc nhấc đầu ra. Nhấc đầu ra. Vâng. Cái này, nhé. Nhé. Ok. Phải cho nó chui vào đâu đấy. Giữ chân lại đi, giữ chân lại đi. Khả năng là cái trời này nóng quá này, nó chưa lắp chân. Ừ. Nó đang tìm chỗ nó lắp tốn, nó ánh để cái chân đấy. Được rồi, cũng giữ cái chân lại. Mọi người thì... Mọi người thấy chưa? Em có xem là em cũng không có tát nữa rồi. Ôi dồi, cái cặp mông gì mà sợ. Ôi, cặp mông gì mà trơn thế. Tê tiệm. Đầu em góc kia này. Đấy, để làm cửa lại, Ơi. Đấy, em đi làm cái đi. Em làm bỏ ra trong đó, em làm bỏ ra. Cô kéo dài đi, kia.
Được chưa? Được chưa? Cái mộc này mới đánh nào. Được chưa? Đi gói cỡ kìa. Được chưa? Ôi mẹ em làm gì? Em xinh lắm quá. Em ngủ em còn ngáy nữa cơ. Em ngáy phì phì. Đấy. Đây là cặp mông em mọi người. Mọi người nhé, bây giờ anh em mình sẽ... Được chưa? Ok chưa? Để chờ Phương lúc này. Thì thấy anh em mình sẽ quay. Khi Phương về anh em mình sẽ gạ ra bên đây. Kiểu như là lừa cho Phương một quả. Cho Phương biết thế nào mùi ạ. Đấy. Mới vào tem mà đã trôn anh em băng quả. À. Ai đã thử chưa? Em ôm. Chú bây giờ đang ngủ như này mọi người. Ôm được đấy. Ôm được. Cô Machi là mì tôm. Ôi, mất dép rồi. Ôi giời, cứ vài gái mất thời gian. Mở bởi cửa hết á. Chỉ xem gọi cái này. Ấy xong bảo nhìn qua đây thôi. Nhìn đẹp luôn. Nha. Thôi rồi. Giờ đi sang. Đi sang. Đi sang quán. Phương ơi. Phương ơi. Phương ơi. Làm gì á? Làm gì á? Này này. Bố này. Bố này biết tin gì chưa? Biết tin gì chưa? Biết tin gì chưa? Hót hoàn hoạt luôn. Sư phụ mới tuyển thêm một em chân tài. Không biết về đây để làm gì. Biết con gái về đây săn bắt cái quái nào được. Mà không tuyển một em xinh vãi đai luôn. Chăm đi đi. Mẹ ơi thằng tiếp luôn đây này. Chuẩn bị công bố. Bây giờ đi không biết làm ăn gì. Mà bây giờ cứ suốt ngày chỉ nằm ăn mới nằm ở nhà kia. Đó anh bảo. Đúng quá chưa? Hút mùm một luôn. Hay là bố này vợ... không anh sư thành viên mới mà hôm nay ông ấy định công cụ bố vào tem vợ đang trong khoa học viện hay là không thành viên mới vừa thằng toàn đại ba anh em vào thay viên nhau tán và không nghe đi sang bắt chuyện ngon ngon không có chuyện ngon 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 đang làm gì thằng tôi chỉ thích làm này mặc quần đây này ấy mặc quần đây trông hình như không mặc quần như vậy bố mặc quần nhưng mà không quần tao trông như không mặc quần đấy quần xót lắm nhìn mũ ngủ mở cửa to hoang lên kìa mẹ nào mà cũng con gái con đứa mà quần áo không mặc mà rời nét này vẫn đắp chăn à rời nóng là vẫn đắp chăn ui con mông à ngủ con mông à như em này chắc 40 cân rồi bọn em 60 cân 60 cân dáng cao lắm mẹ vừa học với Phương vừa quất mặt vê lai luôn anh sai cán đi nhẹ nhẹ thôi nhá không được mẹ nó cáu rồi mẹ ú rồi mẹ tem thì sau này anh em phải hết cửa làm ăn hết ăn là cửa bây giờ thì còn mỗi hai anh em này là chưa tán tí Phương sáng tán thử để anh Phương đứng đến anh Quỳnh còn hay gì ra cầm anh ấy. Biệt biệt đội chào vào đây từ từ đã từ từ nhớ biết tên gì nhỉ sang bắt chuyện mà nó không nói chuyện gì thế mới đéo ai chở cho mày tên gì đấy sư phụ trở về xong rồi đấy luôn giao xe máy cho nó đi mà đâu vừa đi nó vui gì đâu ngủ vừa đây bọn tao ngủ kêu vui anh em ngủ kêu vui tên 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 là gì hình như Phương Anh hay là gì gì nhỉ cái gì anh ấy Vân Anh tên gì anh ấy Phương Anh à anh là Phương khi nào đấy ui vừa tao mấy trang vào nói chuyện đạp thùng nó đuổi ra trời nóng mổ mẹ nóng dắt chân thì nó có mặc cái gì đâu nó có mặc cái gì thì có mặc ý đấy thì nó mặc sở thích nó lại khác lạ như thế nhưng mà bây giờ như thế nào thế nào thế nào tán thử hết rồi em cho anh thử thở cái em nó rất sợ kéo nó thở kín nè rồi thôi ngủ lại còn ngáy nữa em cũng thấy phi phi nữa kêu cực lắm của em ngủ nó kêu ui trời con gái con đứa mẹ ông Phương Quỳnh này con gái con đứa mà có ông bố bộ bộ vậy sợ sợ lắm nhẹ nhàng bốc đúng ui đúng không rồi đúng không rồi ui giờ vô duyên mẹ ông đéo ấy tự nhiên ông ấy là vô duyên thì ông tự nhiên được sở mộc trời cậu đéo như chó tồi nhưng mà ngủ say nhỉ ngủ say hay ngủ ngáy mẹ rồi hả
anh kiểm tra nó hay đứt rồi. Sao à? Sao sao thử cái đồ yên. Ui giời. Sao thử cái tên. Tay, gác tay. Sao à? Đầu đấy. Mát không? Sao Dương? Ui giời, phê không? Nhắn thế. Tôi bảo rồi mà, có phải cái gì đâu. Nhắn, ra miếng. Mà sợ, đại sợ, nói cũng sợ vú người ta bỏ mẹ. Ừ, gái kinh đấy em ơi. Gái kinh đấy em ơi. Đấy, ui dồi. Gái phi phi ấy. Ngủ say. Gái phi phi. Nhớ là con gái này. Con gái con đứa này ngủ. Được cái xinh gái và gái. Xinh gái mà giờ em có mặc gì không? Có. Ai mà biết được. Có mà là... Nhưng mà nghe vẻ Phương đến là chịu đèn đấy đó. Ừ. Là mấy bữa nay thì anh em mình nãy giờ sờ, nãy giờ mẹ cáu đạp thùng thùng ấy, đánh tung chăn rút có cóc mới đầu năm đấy nè. Em ơi, nóng đấy em ạ. Em ơi, nóng thế mà đắp chăn. Anh đặt con mạnh thẳng sâu chắc là... Ai biết được. Anh sở thích khác luôn hay. Em à. Chui mẹ áo chặt trầm. Nóng của mấy tháng chui. Nóng quê. Bây giờ chui vào nó mang đang. Hay nằm đây đâu. Hả? Hay nằm đây mà uống. Em này qua 18 tuổi rồi. Thế anh có chui vào không hay để em chui? 18 cộng rồi không sợ. Hả? Anh có chui vào không hay để em chui? Ôi đi. Ừ, ngồi tôi sợ phê thế. Em ơi, con tôm. Cái ngon mà cháu ngon mỡ. Con này mét rưỡi à? Chân phải dài. Không có, nó là một co. Ít của mét 68, vừa chung vào. Ui giời, làm thế. Ui dồi. Làm đè đây, đang phải ôm chứ. Nằm phải ôm chứ, nằm kiểu vậy à? Lấy cái phi của cái gái cờ đéo. Giờ đừng có ham gái em cú nhá. Mẹ ố gì à? Mồm miệng này. Mồm miệng rớt rãi. Đi vào ấy đi. Vào phụ anh em đi. Đi vào phụ anh em đi. Nhá nhá. Chờ cơ bắp của em này. Mẹ bảo sao ra đéo thì... Bạn em. Sờ sờ con sờ vào mông. Bây giờ anh cái đầu nó vào để vào nó vào trong. Phải sờ cái mông à? Luôn vào. Hả? Rồi. Bạn giữ chặt nhá. Giữ chặt nhá. Đấy, cái đầu này mẹ mồm, toát mồ hôi. Đấy, em chân dài đấy, sờ mông mát rượi đấy. Mát rượi luôn đấy, ngáy khi vi đấy. Các ông tròn tối kiểu này á. Ai bỏ mẹ á. Ai bỏ ham gái cơ. Sợ sướng không? Sướng đéo. Mát rượi nhá, anh Phương nhá. Đúng không? Giữ em lại, em bỏ đi ra này. Tôi
Làm biết ngay mà làm đéo thì sư phụ mà bê gái về đây mà lại cái mới cái đấy chăn như thế. Thế còn hai mẹ rồi mất mẹ của sư phụ luôn đấy. Thôi khả năng là cái video này anh em mình sẽ kết thúc đây đâu. Để cho em chân ngài vào về đúng là chi cú đấy mọi người. Anh đây là vẫn cay cú em với vụ đấy thì thao hương cái gì. Đấy mọi người ạ, hôm nay cuối cùng anh em đã thực hiện được cái màn trôn lại Phương Quy Đòn nhá. Và vẫn mọi người xem video thì nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ anh em mình nhá. Giờ xin chào tất cả mọi người nhá. Xin cho em vào đây. Chào mọi người nhá mình. Ui đáy là quần rồi kìa. Ui ướt hết quần rồi này. Ui giời ơi. Ui khải thế.